Xin chào các bác, lại là em đây. Em về được mấy chục bộ hàng điều hòa mới tinh đây, nguyên hộp các bác nhé. Chưa khui luôn, nguyên hộp. Bây giờ em sẽ khui luôn cho các bác xem nhé. Em khui luôn cho các bác xem. Đây, những con điều hòa này, bắt đầu mình bóc ra một bộ đi. Điều hòa này nhà em thì thật ra nó không có nhiều model nhiều, vì nó chỉ có hai model chính, chính là model của máy đầu 40 và đầu 50 các bác. Đầu 40 và đầu 56. Đấy. Hàng này là mới nguyên thùng nhá các bác nhá. Nguyên thùng. Đấy. Nguyên thùng các bác. Nguyên số sơ ri các thứ đều mới tinh. Đều mới tinh 100% chứ không phải là hàng lướt hay là hàng gì cả. Em mua cũng chưa kịp bóc một con nào hết. Đây, mấy chục bộ em bán được mấy chục bộ đi Hà Nội rồi. Còn mấy chục bộ giờ bán nốt để chỗ này ít này thôi. Còn để kho bên kia. Đấy, hàng mới tinh. Nguyên thùng xốp luôn. Không có rằng cũng có nhiều bác hỏi hàng nguyên thùng nhiều quá thì thôi mình cũng lấy một mấy chục bộ về bán vậy, vừa bán cho anh em thợ mà vừa bán cho các bác tiêu dùng với giá cả rất là hợp lý được các bác. Máy 14.000 tương đương với máy 40 tương đương với máy 14.000 BTU. Đây mặt lạnh đây, mới tinh. Mình sẽ review cho bác xem chi tiết. Em cho cái mặt lạnh sang bên này để em bóc cùng nóng. Mặt lạnh đặt tới đây. Đây các bác ơi. Đó. Mới tinh luôn, 2022 các bác. Đấy. Đây đây em đặt đây. À xong này, để cho cục nóng. Ông nóng à. Nó là hàng mới tinh nữa các bác nhé, không phải hàng xài lướt hay là cái gì. Ủa em ngửa mặt như thế. Mặt ra ngoài đấy chứ. Đây. Đây các bác ơi. Đi sâu vào cái chi tiết của nó nhá. Đây này. Đây con này là máy đầu 56 các bác, đầu 56 MA2. M2. Đấy tương đương với máy 16.000 20.000 BTU. Đấy. 20.000 BTU. Tương đương máy 20.000 BTU đây các bác này. Cực đẹp luôn. Đấy các bác nhá. 20.000 BTU, máy mới tinh. Các bác nào mà ấy thì sẽ gửi chi tiết sau, em sẽ khui luôn cục nóng. Mới tinh luôn các bác nhá, không phải là hàng lướt. Em đang có khách gọi đến họ xem, khách thợ. Cắt ra một phát đi này, đi như thế. Bóc bóc nhanh thì cái chi tiết sớm em ra quán tùng nó quậy. Đây con này chạy ga G32 bác, G32 cục nóng nặng 44 kg, chạy ga G32 hàng tính năng các bác nhá. Đấy các bác cần inbox chưa thì em có bác thợ có quay bác xe máy đi nhá. Cảm ơn các bác.